VT System, bộ phần mềm tự động giúp bạn tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu trên Facebook, Zalo. Dễ dàng xây dựng và quảng bá thương hiệu cá nhân, thúc đẩy bán hàng bằng cách tự động chia sẻ bài viết, livestream, tự động mời like fanpage, xây dựng cộng đồng, giúp bạn sở hữu hàng trăm tài khoản một cách dễ dàng. Sử dụng VT System ngay để xây dựng hệ thống marketing hiệu quả mà không tốn bất cứ một đồng chi phí quảng cáo nào. Liên hệ Zalo hoặc điện thoại để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Từng tuyên bố đánh bại Google, Cốc Cốc những năm gần đây liên tục thua lỗ, vốn chủ âm hơn 62 tỷ đồng. Liên tục thua lỗ, vốn chủ sở hữu của Cốc Cốc đang âm 62 tỷ. Tổng tài sản cũng giảm 13% xuống còn 95 tỷ đồng, vốn điều lệ đi ngang tại mức 364 tỷ. Thực tế này đi ngược hoàn toàn với mục tiêu Cốc Cốc đã tuyên bố, doanh thu tăng ít nhất 8 lần trong 10 năm tiếp. Không chỉ vậy, những người sáng lập cũng từng được đồn đoán lần lượt rời bỏ dự án lớn của mình. Gây nhiều hoài nghi thỏa thành lập và minh chứng bằng sự tăng trưởng mạnh mẽ những năm sau đó, Cốc Cốc từng được mệnh danh là Google thứ hai tại Việt Nam. Nhưng thời gian gần đây, công cụ này ngày càng lặn bóng, dữ liệu mới nhất còn cho thấy mức thua lỗ nặng nề vốn chủ âm nhiều năm liền. Ghi nhận giai đoạn 2016-2019, dù ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, công ty vẫn liên tục thua lỗ, duy chỉ lãi vào năm 2017 với lợi nhuận trước thuế 16 tỷ đồng. Năm 2017 cũng là năm doanh thu tăng trưởng đột biến, từ mức 132 tỷ lên 212 tỷ. Lợi nhuận gộp tương ứng tăng gần 4 lần lên 137 tỷ. Biên lãi gộp nhảy vọt từ 26,7% lên 64,9%. Đây cũng là thời điểm Cốc Cốc thu hút được nhiều dòng vốn đầu tư mới. Bước sang năm 2018, nguồn thu chững lại, lợi nhuận giảm sút đáng kể. Tính đến cuối năm 2019, Cốc Cốc chỉ đạt 98 tỷ lãi gộp, giảm 18% so với năm 2018. Hiệu suất cũng đi lùi với mức biên chỉ còn 47%. Liên tục thua lỗ, vốn chủ sở hữu của Cốc Cốc đang âm 62 tỷ. Tổng tài sản cũng giảm 13% xuống còn 95 tỷ đồng. Vốn điều lệ đi ngang tại mức 364 tỷ. Thực tế này đi ngược hoàn toàn với mục tiêu của Cốc Cốc đã tuyên bố. Doanh thu tăng ít nhất 8 lần trong 10 năm tiếp. Không chỉ vậy, những người sáng lập cũng từng được đồn đoán lần lượt rời bỏ dự án lớn của mình. Về Cốc Cốc, công ty được thành lập vào tháng 7 năm 2012. Đến đầu năm 2013, hai sản phẩm của Cốc Cốc chính thức trình làng, bao gồm công cụ tìm kiếm Cốc Cốc và trình duyệt Cốc Cốc. Trong đó, sản phẩm trình duyệt dựa trên nền tảng Chromium, nền tảng nguồn mở cho trình duyệt mà Google, Opera sử dụng, với tiêu chí là tập trung xây dựng cũng như là phát triển trình duyệt của người Việt dành riêng cho người Việt. Cốc Cốc lọt vào top 5 trình duyệt phổ biến nhất Việt Nam chỉ trong 2 tháng sau khi ra mắt vào tháng 5 2013. Ghi nhận tại website giới thiệu, Cốc Cốc hiện là công cụ tìm kiếm và trình duyệt web lớn nhất Việt Nam với hơn 22 triệu người dùng. Năm 2015, Cốc Cốc được Humberbada đầu tư 14 triệu đô la. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh những năm sau đó liên tục thua lỗ như đã đề cập. Dù vậy, Cốc Cốc có thể xem là một trong những dự án startup Việt táo bạo và nổi trội tính đến hiện tại. Điểm lại, được manh nha bởi nhóm du học sinh tại Nga, nơi đang sử dụng công cụ tìm kiếm trong nước là Yandex. Ba chàng trai Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Thanh và Nguyễn Đức Ngọc cùng nảy sinh ý tưởng tạo dựng công cụ tìm kiếm riêng cho người Việt, thay thế Google ngay trên sân nhà. Rời giảng đường, người sáng lập chia sẻ, từ bỏ tất cả cơ hội làm việc tại các công ty công nghệ lớn trên thế giới để quay về Việt Nam và bắt tay vào tập trung nghiên cứu những nhu cầu đặc trưng của người dùng. Được biết, thời điểm họ trở về, những dự án công cụ tìm kiếm trước đó như là Tìm Nhanh, Salo, Shopbay đều đã lụi tàn. Tuy nhiên, với sự đồng hành của nhà quản lý, công ty công nghệ Nipravru là ông Viktor Lavrenko và sau này cũng là CEO thời đầu, Cốc Cốc liên tục được nhiều nhà đầu tư hỗ trợ, đặc biệt từ Nga. Công ty lần lượt tung ra hàng loạt tiện ích phù hợp với người Việt như là dùng công nghệ download của IDM nhanh hơn, tính bằng lần. Trong điều kiện tiêu chuẩn truy cập Facebook dễ dàng mà không cần phải đổi DNS, phát hiện lỗi chính tả và đề xuất cách viết đúng. Năm 2014, Cốc Cốc vượt qua Internet Explorer của Microsoft và Firefox, trở thành trình duyệt được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, chỉ sau trình duyệt Google. Kết thúc năm 2015, trình duyệt Cốc Cốc đã đạt được lượng người dùng hơn 18,2 triệu. Cốc Cốc còn mạnh tay thu hút nhân lực là các kỹ sư giỏi từng làm việc tại Google, Intel, Facebook và sinh viên tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng như là Stanford, Cambridge, Moscow State University,
tham vọng lúc bấy giờ của Cốc Cốc không chỉ dừng lại ở những thành tựu đang đầu, nhà sáng lập thậm chí tuyên bố muốn vượt qua mặt Google, trở thành công cụ tìm kiếm riêng của người Việt, tương tự Yandex của Nga hay Baidu tại Trung Quốc. Theo Tri Thức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.